Dù Minh Phụng qua đời nhiều năm, nghệ sĩ Kiều Tiên vẫn hàng ngày ngủ cạnh bàn thờ chồng, tự tay pha sữa, làm 3 bữa cơm cho ông như thể chồng còn sống. Nhiều năm nay, đều đặn mỗi ngày rằm, mồng 1 hàng tháng, nghệ sĩ Kiều Tiên lên chùa nghệ sĩ, khấn Phật và thắp hương trên mộ chồng, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Từ rằm tháng 11 trở đi, bà bận rộn hơn vì lo đám giỗ cho chồng ở cả hai nơi, tại Gia Quyến và tại nơi chôn cất ông. Minh Phụng ra đi ở tuổi 63 do biến chứng của nhiều căn bệnh như suy tim, suy thận. Ngày 29 tháng 11 năm 2008, người hâm mộ đứng chật kín nhà ông trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sau khi được tin nghệ sĩ cải lương tài danh qua đời. Nhiều năm sau cái chết của chồng, nghệ sĩ Kiều Tiên vẫn dành cho ông sự quan tâm như khi Minh Phụng còn sống. Mỗi sáng bà dậy từ 4 giờ, pha sữa đặt lên bàn thờ rồi thắp hương mời ông về dùng bữa. Sau khi uống sữa, bà nhắc chồng uống thuốc. Hoàn thành các thủ tục buổi sáng, bà mới đi lo việc riêng của mình. Đến bữa trưa và bữa tối, nữ nghệ sĩ lại tất bật chuẩn bị cơm cho chồng. Ngay dưới chân bàn thờ là chiếc salon bà dùng để ngủ, nghỉ hàng ngày. Kiều Tiên tâm sự, bà luôn muốn ở cạnh chồng, ngay cả lúc ông không còn hiện hữu, cạnh vợ bằng xương bằng thịt. Nằm ngủ ngay cạnh bàn thờ chồng là cách để Kiều Tiên cảm nhận Minh Phụng vẫn bên bà như ngày nào. Nhiều khi tôi thức đến 1-2 giờ sáng mà cứ nghĩ mình đang thức chờ mở cửa cho Minh Phụng đi diễn về. Thói quen đó tôi không bỏ được dù anh Phụng mất đã nhiều năm. Bây giờ, trong mọi sinh hoạt hàng ngày, tôi đều nghĩ Minh Phụng đang nấp ở góc nào đó trong nhà, quan sát vợ. Nghệ sĩ Kiều Tiên chia sẻ. Trong chùa nghệ sĩ, ngoài mộ bà Bảy Phùng Há, khuôn viên chôn cất của nghệ sĩ Minh Phụng khá nổi bật. Kiều Tiên và các con xây cất một ngôi mộ lát đá đen bề thế, xung quanh đính đầy những bài báo và ảnh chân dung ông thời son trẻ. Kiều Tiên trả tiền tháng cho một người bán vé số ngoài cổng chùa để người này chuyên chăm lo quét dọn mộ Minh Phụng. Trên mộ ông mỗi ngày đều đặn xuất hiện những bó hoa tươi do người hâm mộ mang đến. Nhiều khán giả nữ tiếc thương viết lên mộ nghệ sĩ những dòng chữ thể hiện tình cảm nồng nàn. Có thể nói khi còn sống, tép Minh Phụng nổi danh không chỉ bởi giọng ca hào sảng đi vào lòng người mà còn bởi vẻ hào hoa, lãng tử trên gương mặt. Vợ ông kể, sau đám tang chồng, bà phải đền cho chùa nghệ sĩ gần 100 triệu đồng thiệt hại cơ sở vật chất do người hâm mộ dẫm nát hết cây cối và làm hỏng những ngôi mộ khác khi đưa tang ông. Sở dĩ nghệ sĩ Kiều Tiên còn dành tình cảm sâu nặng cho chồng do khi còn sống, Minh Phụng hết lòng vun vén cho gia đình. Tình cảm của ông dành cho vợ cũng hết sức nồng nàn, dù vây quanh Minh Phụng là những đào trẻ đẹp cùng hàng trăm khán giả ái mộ và cả nữ đại gia nhiều tiền. Nghệ sĩ Minh Phụng là một kép đẹp tài năng tỏa sáng trên sân khấu cải lương những năm 1960-1970. Vây quanh ông không thiếu phụ nữ giàu có, xinh đẹp, nhưng nghệ sĩ rất chừng mực trong các mối quan hệ. Ông chia sẻ thẳng thắn với người hâm mộ, mình đã có vợ con, nếu đi chơi, trò chuyện, kết bạn hoặc kết tình anh em, ông sẵn sàng đáp ứng, nhưng đi quá giới hạn đó thì không. Chính sự mềm mỏng trong cách ứng xử với khán giả và sự tôn trọng của Minh Phụng dành cho gia đình khiến Kiều Tiên nể trọng. Đáp lại, nữ nghệ sĩ rất tôn trọng các mối quan hệ của chồng. Bà vui vẻ chấp nhận chuyện chồng là người nổi tiếng, không tránh khỏi những khoảnh khắc yếu lòng. Cách ứng xử của cả hai khiến con cái nể phục. Nhiều lần, con gái Y Phụng thắc mắc chưa thấy chúng tôi to tiếng bao giờ. Thật ra đâu có chuyện gì lớn lao đến mức phải cãi vã. Mỗi khi có chuyện ấm ức với nhau, cách vợ chồng tôi lựa chọn là lái xe ra xa lộ, rồi ngồi trong xe trao đổi thẳng thắn để giải quyết vấn đề, nghệ sĩ Kiều Tiên kể. Phía sau hào quang sân khấu, nghệ sĩ Minh Phụng là người đàn ông chu đáo, chăm lo cho gia đình, vợ con, từng miếng cơm, manh áo. Ông không để vợ phải lo toan chi tiêu trong nhà, mà tự tay mình lo liệu. Từ khi trở thành vợ Minh Phụng, nghệ sĩ Kiều Tiên ít đi hát mà dành thời gian chăm sóc con cái. Mọi việc còn lại, một tay Minh Phụng lo lắng. Họ có hai người con, trong đó con gái lớn Y Phụng sau này nổi tiếng qua nhiều vai diễn điện ảnh thập niên 1990. Cả hai lần vợ sinh con, dù bận đi diễn ở xa, ông vẫn lái xe về thăm vợ con, rồi lại tất tả đi diễn tiếp. Anh Phụng nắm giữ mọi chi tiêu trong nhà, nhưng tôi muốn gì anh đều đáp ứng. Đi nước ngoài lưu diễn, bao giờ anh cũng mua quần áo, đồ trang sức về cho vợ con. Vợ cố nghệ sĩ nhớ lại. Khi con gái Y Phụng bước vào tuổi thiếu nữ, ông nhắc vợ phải quan tâm nhiều hơn đến con, nhất là chuyện ăn mặc và phát triển tâm sinh lý. Ông đặc biệt khắt khe với con gái khi Y Phụng lựa chọn con đường ca hát. Nghệ sĩ Y Phụng chia sẻ với người cha.
Cha là người thông minh, ham học, vì nghèo mà không được học cao, nên cha luôn muốn hai chị em tôi học lên đại học rồi đi làm, chứ không được theo đuổi nghệ thuật. Sau thấy tôi mê hát quá, ông bắt tôi phải học hết trung học mới được đi hát. Nếu hát một năm không nổi tiếng, tôi phải tiếp tục học. May mắn là điện ảnh đưa tôi đến với khán giả, chứ lúc đi hát tôi cực không kém ai vì cha không nâng đỡ. Thất bại trong việc cấm cản con gái lớn theo nghệ thuật, nghệ sĩ Minh Phụng dồn tâm huyết để hướng con trai út học đại học ngành kinh tế. Trước khi qua đời, ông tự tay lo mọi thủ tục giao bán căn nhà trên đường Trần Xuân Soạn, tìm mua một ngôi nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để con trai sau này thuận lợi trong việc kinh doanh. Ngày đó, tiền chữa bệnh cho anh Phụng tiêu tốn nhiều, tiền dành dụm bao năm đi hát gần như không còn. Bởi vậy, trước khi chết, anh đã lo liệu sao cho khi mình ra đi, mẹ con tôi vẫn có kế sinh nhai. Sau này, cháu út thực hiện đúng đường đi nước bước mà anh Phụng định hướng cho con. Nghệ sĩ Kiều Tiên nói về sự chu đáo của chồng. Đối với Kiều Tiên, chồng bà chỉ có một tật xấu duy nhất, đó là quá cẩn thận, sạch sẽ trong mọi chuyện. Đồ mặc đi đánh tennis, anh Phụng tự tay giặt chứ không nhờ ai. Đi đâu, anh cũng ăn cơm nhà nấu mà không la cả quán xá hay ăn hàng. Sau này, tôi hay đùa có lẽ do sạch sẽ quá mà anh dễ bị bệnh hơn người khác, nữ nghệ sĩ Kiều Tiên kể. Người hâm mộ còn nhớ trong đám tang ông, các diễn viên Lê Tuấn Anh, Quyền Linh, Phước Sang, Nguyễn Hoàng đứng ra hỗ trợ lo liệu việc sắp xếp người vào viếng, phân luồng giao thông khi di quan. Họ đều là những người từng được Minh Phụng giúp đỡ, chỉ bảo khi mới vào nghề. Ông coi họ như anh trai của Y Phụng và giúp họ phát huy tài năng bằng uy tín và mối quan hệ của mình. Vì vậy, khi Minh Phụng nằm xuống, trong lúc gia đình còn bối rối, những nghệ sĩ thương mến ông đều chung tay lo tổ chức tang lễ. Anh Phụng nghèo khổ từ nhỏ nên hay mủi lòng khi thấy ai vất vả. Thù lao đi diễn bao giờ anh cũng bớt lại để cho anh em hậu đài, nghệ sĩ Kiều Tiên nhớ lại. Nghệ sĩ Lệ Thủy gắn bó với Minh Phụng trong nhiều vở cải lương như Mai Lỡ Mình Xa Nhau, Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Xúc động kể về tình cảm của người anh đồng nghiệp dành cho mình. Những ngày cuối đời, khi Minh Phụng nhập viện nhiều lần vì đột quỵ, không nói được, nhưng khi Lệ Thủy đến thăm, ông cố viết tên bà ra giấy. Tôi không bao giờ quên giây phút đó, cử chỉ nhỏ thôi nói lên hết tấm lòng của Minh Phụng dành cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ mong anh sớm khỏe để trở lại sân khấu, Lệ Thủy tâm sự. Nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, tên thật Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1945 tại Mỹ Tho, gần 50 năm gắn bó với sân khấu cải lương. Trong giai đoạn hương thịnh nhất của bộ môn nghệ thuật này, nghệ sĩ Minh Phụng đã đi vào lòng khán giả bộ điệu với hình ảnh một cách đẹp, có giọng hát đặc trưng với thanh âm cao, ngọt ngào và sâu lắng. Nghệ sĩ Minh Phụng đã làm việc ở nhiều đoàn hát khác nhau như Tân Đô, Hoa Thảo Hậu Tấn, Thanh Phương. Ông đã sánh vai cùng nhiều ngôi sao cải lương trong những vở diễn vang bóng một thời như Trinh Tiết Một Loài Hoa với nghệ sĩ Út Bạch Lan, với nghệ sĩ Mỹ Châu trong Đích Vân Cung Kỳ Án. Khi đóng cặp với nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy trong những vở Xin Một Lần Yêu Nhau, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, tên tuổi Minh Phụng vụt lên sáng chói trên sân khấu cải lương những năm 1970. Hàng loạt vở diễn và những bài vọng cổ có sự góp mặt của ông và do ông thể hiện đã đi vào lòng khán giả như Bóng Hồng Sa Mạc, Tâm Sự Loài Chim Biển, Sự Yêu, Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Sau lần giải phẫu tim vào năm 2005, Minh Phụng phải điều trị dài hạn chứng suy thận và hoại tử chân kéo dài. Ngày 29 tháng 11 năm 2008, ông chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng trong niềm tiếc thương của gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.